được 500 anh em giúp sức. Tài xế Grab bay đã có màn cầu hồn như mưa siêu lãng mạn. Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình từ đồng nghiệp và bạn bè, cuối cùng anh tài xế Grab bay đã cầu hôn bạn gái thành công. Mới đây, những hình ảnh về màn cầu hôn lãng mạn dưới mưa của anh tài xế Grab đã được chia sẻ trên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Được biết, để tổ chức thành công buổi cầu hôn này, anh đã nhờ tới sự giúp sức của 500 anh em đồng nghiệp. Từ 5 giờ chiều, những người bạn này đã có mặt tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình để giúp anh chàng chuẩn bị đạo cụ cần thiết như bóng bay, nến, loa. Những đồng nghiệp Grab Bike đã đến từ 5 giờ chiều để giúp chàng trai chuẩn bị. Những hình ảnh vừa rồi là toàn cảnh buổi cầu hôn. Khoảng 7:30 tối, đúng lúc cô gái xuất hiện thì trời bất ngờ đổ mưa. Được sự cổ vũ của mọi người, chàng trai đã ôm hoa tới thổ lộ tình cảm với người yêu ngay dưới mưa. Hạnh phúc vỡ hoa với tất cả khi sau giây phút ngập ngừng, chàng trai đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô gái. Tất cả đều vui sướng khi cô gái đồng ý lời cầu hôn.